Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Cho Phú Quốc Vlog. Hôm nay giới thiệu tới anh em một cặp vện vện đực kem này và vện vàng cái này. Tất cả đều là xoáy kiếm lưỡi đốm hết. Đực giống này rất là đẹp luôn nhá. Đực giống xoáy kiếm vện kem, màu sáng rất đẹp luôn. Anh em có nhu cầu về con giống thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới. Anh em mình kết bạn Zalo cùng trao đổi thông tin trực tiếp anh em nhé. Xoáy kiếm là tướng dáng rất là đẹp, được hơn 6 tháng này, 6 tháng rưỡi. Răng bi đầy đủ. Đấy. Còn đây là cái anh em nhá, cái này, cái xoáy kiếm này. Vện cọp. Xoáy kiếm đuôi cùng rất là đẹp đây, trên mặt anh em đây nhìn thấy đây. Hàng rất là ok luôn, tai nhỏ. Đầu thủ chắc chắn, khung rất là đẹp, người dài nha. Đấy, cái gần 4 tháng. Đó, ok anh em nhá. Mặt mũi rất đẹp luôn. Chuẩn giống cho anh em luôn. Giá không rẻ anh em cân nhắc khi gọi nha anh em nhá. Trao đổi thông tin trực tiếp trên Zalo. Một cặp đực cái rất là đẹp luôn. Hàng chuẩn giống luôn. Hàng chọn lựa nên anh em yên tâm. Đây. Khá là ok. Đực thì lưỡi đốm 80-90%. Còn cái thì lưỡi đốm đang lên thôi, khoảng chừng 20-30% thôi. Hàng rất ổn luôn, rất đẹp luôn. Quay cho anh em xem này. Đây, 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 ngực đấy, ngực xa dạ thắt nha, vẹn cái khá là đẹp. Ây, 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 rớt chết mẹ mày. Rớt xuống đây đây. Xoáy này, xoáy dài từ đầu tới đít này. Đây, 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 đây. Anh em xem nha. Vẹn vàng cọp, má bạc, khá là ok. Còn đây là em đực. Đấy, đực tên kem nha. À, đực tên kem, vện kem luôn. Vện này. Vện sáng. Thân thiện. Cực kỳ thân thiện. Rất là nghe lời. À, được giá thì lên đường, không được giá thì mình để làm giống nha. Hàng rất chất lượng, mình khỏi lo. Anh em nhé. Rồi, ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.